Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh của Minh Vũ Audio. Clip ngày hôm nay xin được giới thiệu đến toàn thể các bác về mẫu vang TPA. Dòng này với dòng X5, X6, X12 là nó cũng được nhau nhé. Những con này thì nó không cao cấp được như dòng X12. X12 thì nó không có cổng quang nữa, con này thì nó không có cổng quang. Con này nó tương đương với những dòng X6. Với chất lượng linh kiện thì toàn những hàng xịn thôi, từ những con tụ ốm rồi những con IC tiếng rồi thêm bên vỉ mạch này. Con này nó như cái dòng dòng đời đầu của X5. Chất tiếng con này thì hay hơn một chút. Hiện tại đang có mức giá là 2.300.000, giá đã bao gồm phí ship và tặng kèm cho các bác một cặp dây jack nhé. Máy zin đẹp hết. Đối với dòng này thì các bác có thể kết hợp làm effect rời khi mà chúng ta sử dụng bàn mixer. Khi các bác mua hàng thì em cũng đều có setup sẵn những cấu hình. Setup sẵn những cái cấu hình, ví dụ như là các bác có thể tùy chỉnh theo cái ý thích của mình. Cấu hình 1 là Eco Revert, 2 là Eco, hoặc là 3 là Revert. Và nghe nhạc hay là nghe nhạc mạnh. Đấy. Dòng này thì các bác có thể sử dụng bất kỳ một cái dòng điều khiển remote nào của dòng X cũng đều điều khiển được nó nhé. Sang năm thì em sẽ nhập vào một ít điều khiển về, thì năm nay thì gần Tết thì cũng không có lấy để về được nữa. Điều khiển về thì các bác sử dụng rất là tiện lợi, mình chỉ cần cầm cái khiển mình điều chỉnh tăng giảm âm lượng, tăng giảm vang nhại và tăng giảm nhạc. Đấy, rất là tiện. Tính ra điều khiển thì nó cũng rẻ thôi, nó chỉ rơi tầm 100.000 thôi. Đây là số điện thoại của em, các bác có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp số điện thoại ở đây nhé. Rồi, clip này thì em xin được ngắn gọn tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.